Thưa quý vị, hậu Covid-19 cùng với đi đâu, ăn gì, chơi gì thì người dân và du khách lại có sự quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe. Mặc dù là một khái niệm mới xuất hiện thế nhưng du lịch sức khỏe đang dần trở thành xu hướng giúp cân bằng giữa sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Một buổi sáng cuối tuần thú vị và tràn đầy năng lượng vừa diễn ra tại khuôn viên của khách sạn Victoria Cần Thơ. Khoảng 30 người đã được hướng dẫn và cùng tham gia tập luyện những động tác yoga cơ bản. Tuy có nhiều độ tuổi và độ dẻo dai của mỗi người mỗi khác, thế nhưng điểm chung của họ nhận được là những giây phút lắng động, xua tan mệt mỏi, khôi phục lại năng lượng và niềm cảm hứng. Được như thế này thì nó hấp thụ được cái năng lượng trong sức khỏe của mình nha, rồi trong cái cải thiện lại trong cái cuộc sống cũng như là cái trí tuệ, thì mình phải mong muốn là duy trì lâu dài trong khả năng của mình. Khi mà mình tập yoga xong rồi sau đó là mình nghỉ ngơi trò chuyện với nhau, rồi mình qua mình thưởng thức cái bữa ăn sáng ở đây thì sẽ thấy là một cái buổi sáng hoàn hảo trong cái bộn bề công việc của mình. Chúng tôi rất mong muốn những cái hoạt động này càng lan tỏa nhiều hơn nữa đến với tất cả mọi người, bởi vì bộ môn yoga nó không kén người tập. Từ trẻ nhỏ cho đến người lớn tuổi đều tập được, và nó như là một người bạn đồng hành với tất cả mọi người trong đời sống của hiện đại của chúng ta ngày hôm nay. Được biết, đây là hoạt động do Viettravel Cần Thơ kết hợp với Victoria Cần Thơ nhằm mang đến những trải nghiệm khác hơn và lan tỏa thông điệp sống vui, sống khỏe. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng để duy trì các hoạt động này mang tính định kỳ để cho du khách có thêm nhiều những buổi trải nghiệm như vậy, và dần dần thì nó sẽ hình thành một cái thói quen và chúng ta sẽ cùng nhau lan tỏa thông điệp sống vui sống khỏe bằng cách là luyện tập thể dục thể thao. Khách nghỉ dưỡng tại Victoria Cần Thơ thì chúng tôi sẽ có những cái chương trình rèn luyện sức khỏe, không gian là xanh mát, sân vườn của chúng tôi thì rất là phù hợp để khách trong quá trình mà đi du lịch thì có thể tập luyện. Để khi trở về chúng ta có đầy đủ sức khỏe, sẵn sàng cho cái công việc của mình. Theo khảo sát của Wellness Tourism Association, 76% người được hỏi cho biết họ muốn chi nhiều hơn cho các chuyến du lịch để cải thiện sức khỏe, và 55% nói rằng họ sẵn sàng trả thêm tiền cho các dịch vụ hoặc hoạt động trị liệu về tâm lý. Điều này cho thấy nhu cầu được chăm sóc sức khỏe, quan tâm đến tinh thần và cân bằng cảm xúc trong tâm hồn đã trở thành xu hướng tất yếu.